Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, nhiều trường đại học tại Hà Nội cũng đã lùi lịch thi, chuyển sang hình thức học trực tuyến và cho sinh viên nghỉ Tết sớm. Các trường đã chuẩn bị phòng tại ký túc xá để phục vụ sinh viên có quê nằm trong vùng dịch ở lại dịp Tết. Trường Đại học Đại Nam cũng liên tục phun khử khuẩn các khu vực trong trường. Riêng với các sinh viên quê ở các vùng dịch như Hải Dương, Quảng Ninh, nếu có nhu cầu ở lại, nhà trường cũng đã có phương án cho chỗ ăn ở vào dịp Tết. Chỉ đạo luôn là lùi tất cả các lịch thi và các lịch học tập trung, ví dụ như trại kỹ năng mềm, ví dụ như là học quốc phòng an ninh, thì chúng tôi khởi động lại tất cả những cái trang thiết bị cũng như là giảng viên phải chuẩn bị những cái giáo án để trong trường hợp xấu nhất thì có thể học online. Không chỉ riêng với khối đại học, sáng nay thành phố Hà Nội cũng đã nhất trí với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh trên địa bàn thành phố nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn một tuần so với dự kiến để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.